Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với khóa học Ngữ văn lớp 7, bộ sách Cánh diều cùng trang web olm.vn. Các em thân mến, chúng ta đang ở chủ đề đầu tiên của chương trình Ngữ văn lớp 7, bài 1 chuyện và tiểu thuyết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu văn bản đầu tiên của bài 1 văn bản có mang tên người đàn ông cô độc giữa rừng phần trích học này được lấy từ tiểu thuyết đất rừng phương nam của nhà văn đoàn giỏi bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay đó chính là phần khởi động Bây giờ, cô mời các em cùng quan sát bốn bức tranh sau. Các em có thể quan sát thấy ở trong bốn bức tranh này là những khung cảnh vô cùng đặc trưng của giải đất phía Nam đất nước ta, nơi có những cánh rừng ngập mặn, có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và đây cũng chính là bối cảnh chung về không gian sẽ xuất hiện ở trong tiểu thuyết đất rừng phương nam vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tìm hiểu bài học để tìm hiểu về mảnh đất và con người nơi đây được thể hiện như thế nào qua tác phẩm nhé chúng ta sẽ cùng nhau đi hình thành những tri thức mới trong bài học này đầu tiên ta sẽ đi tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm trước hết là về tác giả vậy bây giờ ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số thông tin cơ bản về tác giả đoàn giỏi thông qua câu hỏi tương tác sau nhé khi tìm hiểu về bất kỳ một tác giả nào chúng ta cũng đều cần quan tâm đến những thông tin như sau đó là tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp về tiểu sử của nhà văn đoàn giỏi thì ông sinh năm 1925 và mất năm 1989, ông quê ở tỉnh Tiền Giang. Cuộc đời ông có những nét cần chú ý như sau, đó là ông từng theo đuổi hội hòa nhưng gia đình phản đối, sau đó thì ông đã quyết theo nghiệp văn chương. Là một con người đam mê và yêu nghệ thuật, thế nhưng nhà văn cũng đã từng tham gia vào kháng chiến chống Pháp. Và sau chiến dịch Điện Biên Phủ thành công năm 1954, nhà văn đoàn giỏi được tập kết ra ngoài miền Bắc và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông đã từng nắm nhiều chức vụ quan trọng trong cuộc đời của mình, như Phó Ti Tuyên Truyền tỉnh Mỹ Tho, Phó Trưởng Thông tin Rạch Giá, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Văn nghệ Nam Bộ, Phó Phòng Văn nghệ Sở Thông tin Nam Bộ. Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo về sự nghiệp thì trong các tác phẩm của mình, ông chủ yếu viết về con người và núi rừng phương Nam, quê hương của ông. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể tới như Đất rừng phương Nam, Cá bông mú, Đường về Gia Hương. Tiếp theo, về tác phẩm, chúng ta cần chú ý một số thông tin như sau. Tiểu thuyết Đất rừng phương Nam được sáng tác vào năm 1957. Về dung lượng thì tiểu thuyết này gồm 20 chương. Nội dung chính của tiểu thuyết đó là viết về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên An. Còn về văn bản trích học thì chúng ta cần chú ý một số thông tin chung như tác phẩm này nằm ở chương 10. Chương này thì có tên đầy đủ là Trong lều người đàn ông cô độc giữa rừng phần trích học của chúng ta có nội dung chính như sau đó là tía nuôi rất an đi thăm chú võ tòng và về phần trích học này thì chúng ta cũng cần lưu ý tới nhan đề của văn bản nhan đề của phần trích học là người đàn ông cô độc giữa rừng nhan đề này thì đã được sách giáo khoa biên soạn lại nó cũng gần giống với tên của chương mà văn bản này đã được trích ra vậy khi các em đọc nhan đề người đàn ông cô độc giữa rừng thì điều gì đã được gợi ra trong tâm trí của chúng ta à khi chúng ta đọc nhan đề này lên thì sẽ gợi cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của nhân vật người đàn ông được nhắc đến trong nhan đề là ai tại sao người ấy lại sống cô độc giữa rừng Ông ta là một người như thế nào? Có thể rất nhiều câu hỏi đã được gợi ra sau khi chúng ta tiếp xúc với nhan đề của văn bản. Vậy bây giờ, chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ hai, tìm hiểu chi tiết về tác phẩm để cùng tìm hiểu về những điều đó nhé. Phần đầu tiên của phần tìm hiểu chi tiết đó chính là phần chuẩn bị. Để có thể đọc hiểu thật tốt văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng, chúng ta cần chuẩn bị những thứ như sau đó là cần phải tóm tắt được nội dung của văn bản chuyện đã kể lại sự kiện gì xảy ra trong bối cảnh nào đồng thời thì chúng ta cần quan tâm đến những nhân vật đã được xây dựng trong văn bản đặc biệt là nhân vật chính tiếp theo đó là ngôi kể của chuyện cũng như những tình cảm đã được khơi gợi từ văn bản sau khi đọc tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi đọc văn bản các em nhé đọc văn bản là một phần vô cùng quan trọng trước khi đọc hiểu bất cứ văn bản nào bởi vì chỉ khi các em đọc văn bản nắm kỹ được những nội dung được thể hiện trong tác phẩm thì mới có thể chiếm lĩnh được những kiến thức từ tác phẩm đó sau khi đọc văn bản thì chúng ta sẽ cùng đi đọc hiểu văn bản này để đọc hiểu được văn bản, chúng ta sẽ chú ý đến những nội dung sau và đây cũng chính là những đặc trưng của một tác phẩm truyện là những kiến thức các em cần rút ra và nắm được khi đọc hiểu bất kỳ tác phẩm truyện nào. Đó là những kiến thức về cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôi kể, ngôn ngữ, đề tài, chủ đề và ý nghĩa của tác phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần 3.1 tìm hiểu về cốt truyện và bối cảnh của tác phẩm. Vậy văn bản Người đàn ông cô độc giữa rừng có cốt truyện như thế nào? Các em hãy giúp cô xác định qua câu hỏi tương tác sau nhé. Văn bản này có cốt truyện như sau. Đó là An cùng tiến nuôi lên thăm chú Võ Tòng rồi đây là lần thứ hai An được tiếp xúc với chú Võ Tòng và cậu bé đã bày tỏ những ấn tượng về chú. Sau đó, lai lịch của chú Võ Tòng đã được hé lộ. Tiếp theo, chú Võ Tòng và tiền nuôi của An bàn về cách dùng dao, nỏ để giết giặc. Và cuối cùng thì chú Võ Tòng trao chiếc nỏ cho tiền nuôi và họ chia tay nhau. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về bối cảnh của văn bản. Khi tìm hiểu về bối cảnh thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bối cảnh chung của tiểu thuyết và bối cảnh riêng của phần được trích học. Về bối cảnh chung của tiểu thuyết thì các em hãy đọc thật kỹ đoạn phần sau và rút ra cho cô những nhận xét về bối cảnh chung của tiểu thuyết đất rừng phương Nam về không gian và thời gian nhé. Về bối cảnh của tiểu thuyết đất rừng phương Nam thì chúng ta có nhận xét như sau không gian đó là miền tây nam bộ còn thời gian là những năm kháng chiến chống pháp bối cảnh chung này giúp cho chúng ta hiểu được không khí của toàn bộ câu chuyện đó chính là không khí của cuộc kháng chiến chống pháp và cũng chính là nguyên nhân của cuộc gặp gỡ trong phần trích học này vậy văn bản người đàn ông cô độc giữa rừng có bối cảnh riêng như thế nào văn bản này có bối cảnh riêng về không gian đó là ở trong một căn lều nhỏ nằm sâu trong rừng còn về thời gian thì là lúc nửa đêm về sáng chúng ta có thể biết được về thời gian của cuộc gặp gỡ này qua một chi tiết ở đầu của đoạn năm đó là bên ngoài trời rạng dần đã nghe một vài tiếng chim rừng ríu rít gọi nhau trở dậy đón bình minh trên những ngọn cây chung quanh lều tác giả đã xây dựng bối cảnh này với ý đồ đó là muốn tạo cho người đọc cảm giác về sự bí mật hồi hộp pha chút rợn rợn cho thấy đây là cuộc gặp để ban chuyện hệ trọng cần được giữ kín bối cảnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với một tác phẩm tự sự nó có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ với các sự việc được diễn ra trong văn bản và bài học ngày hôm nay của chúng ta cũng sẽ kết thúc tại đây trong video tiếp theo cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các nhân vật trong văn bản này nhé bài giảng ngày hôm nay đến đây là kết thúc cảm ơn tất cả các em đã chú ý quan sát và lắng nghe hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo cùng olm vn